Các mẫu giày classic vintage vẫn sẽ hot vào năm 2024, kể cả 25, 26, 27, 28, 29, 30. Và đầu tiên chính là Adidas Samba OG ra đời trên sân bóng. Giày Samba là một biểu tượng kinh điển theo phong cách của đường phố. Phiên bản này trung thành với di sản, thể hiện qua thân giày được làm bằng da mềm, dáng thấp, nhã nhặn và các chi tiết phủ ngoài bằng da lộn và đế gum, biến đôi giày này trở thành một cái item không thể thiếu trong tủ đồ của tất cả mọi người. Và thứ hai chính là Adidas Samba Classic. Giày Adidas Samba Classic chính là một phiên bản mới của dòng giày Samba OG hồi nãy, với màu chủ đạo chính là màu trắng trên toàn bộ đôi giày, kết hợp với phần logo Adidas ba sọc màu đen truyền thống, tạo nên cái vẻ trẻ trung thời trang và sang trọng. Có đế cao su rất bền và độ bám rất là tốt, giúp bạn di chuyển mượt mà trên các địa hình khác nhau. Và phần thân giày được làm bằng một chất liệu da tổng hợp cao cấp, đem lại cho bạn một cái độ bền nè, một cái độ bóng sang trọng cho đôi giày này. Và thứ ba chính là Adidas Converse, một thiết kế ấn tượng hơn, con người táo bạo hơn, lấy cảm hứng từ tư duy hiện đại. Mẫu giày này biến hóa phong cách Adidas Converse 580, tạo nên một thiết kế phù hợp mới mẻ với phong cách văn hóa thời nay. Đế ngoài bằng cao su vô cùng bền bỉ, thân giày được làm bằng da, lớp lót bằng vải dệt, là một sự kết hợp vô cùng bắt mắt. Và cuối cùng chính là Puma Superliga. Cái tính đồ của Puma sẽ không còn quá xa lạ với em Puma Superliga OG phiên bản Retro này rồi. Với phần upper được làm từ da và thêm một vài phần chi tiết da lộn sẽ khiến em này trở nên bắt mắt và sang trọng và vintage hơn bao giờ hết. Và đó là các mẫu giày được sử dụng trong các hoạt động thể thao như là bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Nhưng gần vài năm nay thì những mẫu giày trên lại hot trở lại và được sử dụng trong các hoạt động thường ngày như là đi chơi, đi làm, đi học, vì kiểu dáng đơn giản và phong cách trẻ trung, rất dễ phối đồ và đặc biệt phù hợp với các bạn theo phong cách đường phố theo hướng vintage. Và các bạn đang cần tìm những mẫu giày chính hãng chủ ngâu thì hãy ghé tại cửa hàng giày Kim Tu, địa chỉ 192/2 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây các bạn tha hồ lựa chọn các mẫu giày siêu hot chính hãng chủ ngâu mà không sợ bao kè. Và vẫn tiêu chí cũ 15 ngày đổi trả, giao hàng miễn phí, thanh toán khi nhận hàng và đặc biệt bảo hành hàng chính hãng trọn đời, phát hiện bao kè đền ít 2.